Sáng nay 18 tháng 3, 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả thực hiện kết luận số 707 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo sở, ban ngành trong tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo tại buổi làm việc về kết quả thực hiện kết luận số 707 ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung cải tiến, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, củng cố kiện toàn tổ chức đoàn hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên. Nổi bật trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung đẩy mạnh thực hiện công trình thanh niên, tuổi trẻ Long An xung kích tham gia chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện đề án số 02 của tỉnh ủy được các cán bộ đoàn nghiêm túc thực hiện. Hệ thống tổ chức đoàn và cán bộ đoàn các cấp toàn tỉnh cơ bản đi vào nề nếp. Trên cơ sở tinh thần trách nhiệm cởi mở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất một số kiến nghị đến các sở ban ngành và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Các đại biểu đều cơ bản thống nhất với các đề xuất kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng thời gợi ý một số giải pháp để tranh thủ sự hỗ trợ cho đoàn thanh niên hoạt động. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được cho rằng, trong công tác thực hiện các công trình của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chưa thật sự tạo được tiến trang như chương trình ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, công tác liên kết phối hợp trong phát triển kinh tế xã hội chưa được chặt chẽ. Do đó, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại hạn chế, kiện toàn cách thức làm việc. Trong đó phải phát huy vai trò xung kích của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm phân công hướng dẫn các phần việc, công trình phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc để cụ thể hóa công tác chỉ đạo triển khai phong trào của đoàn trong thời gian tới.